Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em có con máy lọc khí ngon bột rẻ phục vụ các bác. Một con máy vừa tầm tiền. Con này nhà em đang dùng hai con rất là rẻ. Con này thì em báo giá luôn là em bán 2 triệu. Mọi máy hoạt động ngon lành, không có lỗi lầm gì cả. Điện 220V rồi, vỏ viết màu trắng còn rất là đẹp. Vỏ rất là đẹp. Một con máy phân khúc vừa phải. Con này thì các bác dùng cho phòng khoảng 30m², 25m² trở lại. Đây, khu vực bình nước bù ẩm các bác nhé, còn rất là mới luôn. Con máy rất là mới, hình thức khá đẹp, nguyên bản. Các tính năng công nghệ nano y đầy đủ, các chức năng lọc không khí, bù ẩm, eco, nano y, công nghệ nano y diệt khuẩn, con này 7/3 các bác nhé. Một con máy có cả cửa gió ngáp phía dưới, khá đẹp. Phần đây là phần màng lọc không khí HEPA, màng zin các bạn. Màng zin thì còn vẫn khá ok, hơi mấy tay vết chạm thôi nhưng còn rất là đẹp. Than hoạt tính rất là dày. Panasonic. Con này em bán là 2 triệu các bác nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ. Dùng phòng khoảng 25m². Tình trạng máy còn khá là đẹp đấy. Chào các bác.